mùa xuân này, cùng làm quen bé Cherry tiểu thư nhé. Bé cương đói rồi, pha bột cho bé ăn. Wow, sinh tố dầu sắp hoàn thành rồi. Xem bé mùng mùng ngó miệng chưa kìa. Bé ăn bột lỏng và đi bu bu ra tả. Ôi không, mãi chơi nên Luna bệnh rồi. Bé sốt cao quá, uống thuốc thôi. Chọn thuốc vị dâu cho bé. Luna khỏe lại rồi. Nhớ kiểm tra tả của bé nha. Sở hữu ngay bé Luna tập uống thuốc bé Cherry tiểu thư mùa xuân này với giá cực kỳ ưu đãi. Baby Alive cùng nhau chơi nhé các bé ơi. Sản phẩm có bán tại hệ thống Mekingdom trên toàn quốc.